Trước tình hình thực tế, dân Việt, Việt Kiều chúng ta đang sống tại Mỹ, nhiều người cũng đã tự nguyện hủy bỏ chuyến bay về Việt Nam thăm gia đình. Trường hợp ông Nguyễn Mạnh Hiệp ở Anaheim đã quyết định hủy vé vào ngày 2 tháng 2. Ông chia sẻ rằng tôi đặt vé máy bay tính về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè trong 2 tháng và đã lên kế hoạch đi đâu, làm gì hết rồi. Nhưng tôi theo dõi tin tức ở Việt Nam và toàn thế giới trong những ngày qua, thấy tình hình khá là phức tạp, nên tôi nghĩ là tốt nhất là hủy vé để lúc khác về thì sẽ an toàn hơn. Tôi đặt vé của hãng China Airlines, mặc dù là quá cảnh ở Đài Loan, không phải ở Trung Quốc, nhưng tôi vẫn lo ngại nếu có chuyện gì sẽ không thể quay về Mỹ được. Theo như là tôi biết là hiện các chuyến bay quá cảnh tại Trung Quốc, Đại Lục đã đóng cửa toàn bộ, nhưng người ta đang xem xét đóng tiếp các chuyến bay đến Đài Loan, Hồng Kông và Macau. Do đó tôi quyết định hủy vé. Cũng may là tôi được hoàn lại gần như là toàn bộ tiền, chỉ mất có mấy chục đồng tiền phí đặt vé, không bị mất tiền phạt. Còn trường hợp ông Vĩnh Lộc ở Huntington Beach cũng đã mua vé bay về Việt Nam vào tháng 3, mặc dù là còn một tháng nữa mới tới ngày đi, nhưng ông cũng quyết định hủy vé. Ông chia sẻ rằng, tôi mua vé của hãng bay Japanese Airlines, nhưng để cho an toàn mạng sống của mình là trên hết, nên tôi đã quyết định hủy vé. Tôi về chơi thôi, đi chơi thì đi lúc nào mà chẳng được, tội gì phải đi vào lúc này. Chia sẻ chị Huỳnh Nhã Ái, chủ văn phòng Rainbow Travel ở tại thành phố St. Paul, Minnesota cho hay, khoảng một tuần nay chúng tôi làm việc cật lực vì khách đòi đổi vé, hủy vé quá nhiều. Những người đã lỡ về Việt Nam rồi thì họ muốn đổi vé để quay lại Mỹ sớm hơn. Những người đã mua vé nhưng chưa về thì nay họ muốn hủy vé lấy lại tiền. Nói chung là tùm lum hết, rất là đau đầu. Tuy nhiên không phải hãng bay nào cũng chấp nhận cho hủy vé mà không bị phạt. Chỉ các hãng bay có chuyến bay quá cảnh tại Trung Quốc thì được phép hủy vé và được hoàn lại đủ tiền. Còn lại các hãng bay khác họ vẫn bay bình thường. Nếu muốn đổi vé, hủy vé thì phải chịu mức phạt có khi lên 375 đồng một vé. Riêng hãng bay Delta thì còn không còn cho hủy vé nữa, chỉ cho đổi vé trong vòng một năm. Trong một năm đó nếu không đi là mất tiền. Một số hãng bay chẳng hạn như là Nippon Airlines có trường hợp họ cho hủy vé, có trường hợp thì không. Thành ra chúng tôi rất khó để giải thích cho khách hàng. Nhiều khi họ hiểu lầm văn phòng chúng tôi là cố tình kiếm chuyện để lấy tiền của họ, chỉ giải thích thêm. Còn ông Trần Thắng, chủ văn phòng công ty du lịch AT&T, ông nói rằng đợt Tết này văn phòng của chúng tôi cũng chưa bị ảnh hưởng nhiều lắm và hiện các tour của chúng tôi về những nước chưa bùng phát thì vẫn tiến hành bình thường. Và ai muốn hủy chuyến bay đi thì phải chấp nhận bị phạt tiền. Cho nên cũng có khoảng 50% khách hủy chuyến do lo ngại bệnh tật lây lan. Nhiều người Việt ở Mỹ chạnh lòng mỗi khi Tết về. Có người thì muốn về ăn Tết ở quê hương. Gần 20 năm miệt mài viễn xứ, hãy thấy trời lành lạnh, lên Facebook nghe chuyện mua vé về quê ăn Tết, ghé mấy chợ Việt là lòng lại rộn lên, một nỗi niềm khó tả, bỗng ước thầm được quay ngược thời gian. Tết Nguyên Đán về ngang trước ngõ đầy tuyết, thủ đô Washington DC đã quay trở lại vẻ trầm lắng vốn có sau những ngày lễ hội ồn ào. Có thể nói cuối năm, dẫu lạnh tái tê nhưng là khoảng thời gian rực rỡ sắc màu nhất. Không khí holiday tràn ngập phố phường từ đầu tháng 10, khi các siêu thị hay là nursery bắt đầu bán bí ngô, bánh kẹo, mặt nạ ma quỷ cho Halloween. Tới tháng 11, giữa thu vàng xe lạnh, ai nấy cũng tất bật cố làm xong việc để mà xin nghỉ phép về với gia đình trong Thanksgiving. Vừa xong lễ tạ ơn thì chưa kịp tiêu hết con gà Tây thì khoai lang hầm, nuôi xào bơ thì đã lật đật xếp hàng mua sắm Black Friday. Qua tuần sau, bật kênh radio nào cũng nghe những giai điệu Giáng sinh vui tươi, rộn rã. Ra đường quen lạ gặp nhau đều tươi cười, Merry Christmas. Chớp mắt lại nghe thiên hạ gửi thiệp, chúc nhau Happy New Year. Đêm cuối năm, cả nhà thì quây quần trước TV, reo hò, nhìn quả cầu pha lê được thả từ trên cao, giữa lòng Times Square, New York. Mà tôi để ý sau Christmas đã thấy hết lễ rồi, vì đó là ngày holiday lớn nhất trong năm, khi những đứa con phương xa tìm về với gia đình.
bạn bè, người thân quây quần quanh cây thông Noel và những gói quà nhiều màu sắc. Năm mới với họ chỉ đơn giản là khởi đầu cho một thời khắc với nhiều mong ước cho sức khỏe và kiến thức, được nhiều tiền trong công ăn việc làm, chứ chẳng được nghỉ dài ngày như là các nước khác. Người Mỹ siêng làm nhất thế giới, nghỉ lễ chỉ đúng một ngày, thứ hai đi làm, thứ ba nghỉ Giáng sinh, sang thứ tư cơ quan nhà nước, văn phòng tư nhân, bác sĩ, luật sư mở cửa như thường. Ai muốn dài hơi thì tự lấy phép mà nghỉ. Tết Tây vừa qua, ta thấy Tết Nguyên Đán về ngay trước ngõ. Tết ta thường rơi vào tháng 1 và tháng 2. Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất của Maryland, nói riêng và cả nước Mỹ nói chung, khi mọi thứ chìm sâu vào băng giá. Nhiệt độ luôn nằm dưới 0 độ, gió rít từng cơn nghe ê ẩm. Trận báo tuyết này chưa tan, trận khác đã dồn dập tới. Tuyết rơi cả đêm, dày hơn nửa mét. Xe chạy khắp đường xào xới, rải muối cho mau tan. Mọi thứ đen thui, dơ hầy chứ chẳng đẹp xinh như những gì mình thấy trong phim hay là tranh ảnh. Mọi khi đó là vậy, nhưng năm nay không biết sao trời ấm hẳn lên. Nhớ như in đợt lạnh kéo dài 2 tuần năm rồi ở miền Bắc và Đông Bắc Mỹ. Trời không có hộp tiết làm thuốc, nắng vàng ươm, nhưng trời ơi, cái lạnh âm 20 độ C như là nhát dao cứa sâu vào da thịt. Và gió lạnh từ rặng Appalachia dọc về phía tây Maryland ùa về. Gió từ vòng cực bắc khô khan thổi xuống bén ngót, len vào các khe hở áo quần, làm đông cứng từng tế bào da thịt. Bước ra khỏi nhà cứ như là có ai bê nguyên thau nước đá tạt vô làm xây sỏng mặt mày. Muốn ngộp thở té xỉu ngay, đầu thì nhức bưng bưng như là búa bổ. Năm nay đỡ hơn một chút, ngoài một hai ngày mưa dầm thì nắng ngập tràn, thủ đô rực rỡ màu ở tầm quẩn quanh là 10 độ C. Mà thôi, 30 chưa phải là Tết, trái đất ấm lên hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu báo chí nói quá trời, sinh ra và lớn lên ở xứ nhiệt đới gió mùa, quen với ánh nắng mặt trời và những trận mưa rầm rề. Trời ấm được ngày nào thì cứ vui mừng ngày đó đi, nghĩ làm gì cho tới cảnh tuyết rơi cho mệt. Hẹn lần hẹn lựa năm sau con sẽ về. Hồi mới qua Mỹ thì mấy chữ về quê ăn Tết coi bộ khó như là lên trời vậy. Lương 7-8 đô một giờ, mà vé thì gần 1.500 bạc. Có buồn, có nhớ thì cũng ráng dằn lòng hẹn một cái Tết mơ hồ nào đó sẽ về. Chứ như đâu giờ, quá trời hãng cạnh tranh bay Tết, book sớm của ANA, Korean Air, Air China còn đâu 700 bạc. Nói nào ngay, thở đó làm gì mà có Viber, Viviec, FaceTime hay là Zalo như là bây giờ, giữ liên lạc bên nhà bằng vài lá thư tay, viết vội giữa những đêm lo học bài không ngủ, rồi chiều nào cũng ra trước cửa, ngóng bác đưa thư, chờ má đi trở về mua quả bánh lúc nhỏ. Cuộc sống bận rộn, lu bu quá không viết thư tay, chuyển qua lóc cóc gõ email hay là nhắn tin qua Yahoo Messenger. Cuối tuần rủ người thân hay là bạn bè ra tiệm net nối mạng bằng điện thoại bàn. Webcam thì chập chờn, lâu lâu đứng im như là tượng, mà có tiền cũng hỏng dám vào điện thoại bàn về nhà. Sợ sướng miệng quá nó một lèo, cuối tháng hóa đơn về choáng váng cả mặt mày. Phải ra tiệm mua thẻ, 20 đô gọi được 30 phút, mà phải nói liền một lèo chứ ngắt nửa chừng là bị trừ gần hết. Đi chợ Tết ở Mỹ mà lòng chỉ muốn bỏ hết công ăn việc làm, ngồi máy bay 20 mấy tiếng để về quê ăn Tết. Mỗi lần ra chợ thấy người ta lôi những hộp mứt dừa, mứt bí thèo lèo đủ màu, bắt mắt của Đài Loan hay là Trung Quốc, có khi chục năm trước còn lại cũng hỏng chừng. Và các bịch hoa mai hoa đào giả bụi bặm bám đầy, mới hay, Tết đã cận kề trước ngõ. Lật đật mua một bịch thiệt to rồi vô công viên, thấy cảnh cây khô nào đẹp đẹp len lén bẻ trộm, đem về gắn bông lên, để giữa nhà, coi như là mình cũng có mai vàng năm cánh. Và chạnh lòng nhớ ba với má, khi còn sống, năm nào má cũng gọi qua hỏi, Tết này bay có về không? Tôi luôn nghẹn lòng trước câu hỏi tưởng chừng vu vơ đó. Má tôi như những bà mẹ Việt ngày xưa tiễn con đi, rồi mỗi bữa lại ra ngõ, trái sau, trông ngóng con về, cồn cào ruột đau từng chập. Dẫu biết ba má thương con không hết, chẳng bao giờ giận hờn những đứa con miệt mài phiêu bạt vì manh áo miếng cơm. Nhưng lòng thì cứ rưng rưng mỗi khi nhớ lại. Thế là hẹn lần hẹn lựa, năm sau con sẽ về.
Tới năm sau lại hẹn năm sau nữa sẽ về để mà má con mình đi chợ sắm đồ, mua cúc mua mai, trưng đầy trước ngõ như những ngày xưa cũ. Hứa hoài, hẹn mãi, năm tháng tàn phai. Cứ ngỡ cha mẹ như ông bụt bà tiên sống mãi với cuộc đời. Nào ngờ chớp mắt trở mình, họ đã bỏ mình ra đi không lời từ biệt. Hồi đó dù là bận trăm công ngàn việc, nhưng ít nhiều ba má cũng lo cho gia đình một cái Tết ấm êm. Bà lùi cùi dài hét thằng này dọn màng nhện, quét vôi tường, tới đứa kia thì đi xin khế hốt cho. Kỳ cọ chân đèn sáng bóng, má sai chỉ ra chợ mua me hột sẵn, lựa trái thịt mập căng tròn đem ngâm đường cát sống, chứ không ngâm vô nước đường nấu nguội, bởi me sẽ ra nhớt nhanh. Không để được lâu, thêm vài ký kiệu, phơi héo, cắt rễ lột vỏ, ngâm trong nước cho trắng. Lèn vô thẩu pha giấm, muối, đường, hong nắng làm kiệu chua, đu đủ với cà rốt gọt vỏ, lấy dao cắt miếng cỡ đầu ngón tay. Phơi hai nắng rồi bỏ thẩu làm dưa món, mua mớ mức dừa, mức gừng, mức dẻo hột dưa. Mấy đòn bánh tét về mà để trong bếp, cúng ông bà và đãi khách. Và tôi giỏi nhất là làm đầu với tai heo ngâm mắm. Trời ơi, chẳng biết ông làm cách nào mà chỉ cần ngâm hai bữa thôi, mắm nhĩ trộn ớt xiêm thấm rất đều. Sắn một miếng thịt ra vừa giòn vừa dẻo vừa dai, cuốn với bánh tráng ăn ngon không thể mà tả được. So với các thành phố như là Los Angeles, San Jose ở California hay là Houston ở Texas thì người Việt ở khu vực thủ đô Washington DC không nhiều. Theo thống kê thì có khoảng gần 50.000 người sống rải rác ở DC, Maryland và đông nhất là ở phía Bắc Virginia. Và tất nhiên nơi nào có đông người Việt sẽ có một khu shopping để mà tụ tập đồng hương tới mà mở nhà hàng, siêu thị, tiệm ăn nhanh hay là trà sữa. Khuy đền hay là vườn địa đàng mang dáng dấp của chợ Bến Thành là chốn để cho bà con trò chuyện, gửi tiền, sắm vàng, hớt tóc, bán một dĩa cơm tấm bì sơn, ổ bánh mì, ly chè ba màu, nước hay là mâm, bánh bèo, bánh bột lọc, chả lụa, nem chua. Cuối năm, chẳng cần gói bánh tét, bánh trưng, bào dừa, ngâm me, xên mức, làm kiệu chi cho mệt. Cứ Tây Đền hay là mấy chợ Việt Nam, đảm bảo tất tần tật những món ngon ba miền ở Việt Nam, bên này có đủ. Mà người Việt có tật đói con mắt, thấy gì cũng muốn mua. Tại cả tuần mới đi chợ, cả năm mới Tết một lần mà. Nhìn thức ăn ngon, đồ quen là hốt hết, chất đầy xe mang về, kệ tốn có nhiêu đâu. Cứ chất tủ lạnh ăn dần, rồi nhìn quẩn quanh ở nhà cho nó mát mắt. Nhưng cái thiếu ở đây, đó là vị mùi của ngày Tết. Ghé mấy chợ Việt thấy người ta bày bán hộp bánh mứt hay là mớ ba lì xì từ 8-9 đời dương, lòng lại rộn lên một nỗi niềm thực sự là khó tả. Nếu Tết rơi vào cuối tuần thì còn đi chùa Giác Hoàng hay là chùa Xá Lợi để mà lễ Phật cầu an. Trong tuần đành chịu, bởi phải đi làm mà kiếm sống, nếu có xin nghỉ cũng 1-2 ngày chứ nghỉ lâu lại thâm vô ngày phép. Các hội đoàn người Việt ở đây cũng tổ chức hội chợ Tết vào dịp cuối tuần, để bà con rảnh rang mang hoa quả bánh tét, mang mức củ kiệu, dưa hành tự làm tới để mà bán. Ở đó có những đứa trẻ sinh ra ở xứ người, cô cậu thanh niên, ông bà già lụng khụng mặc áo dài, khăn đóng, kèm theo cái áo bông dày, tung tăng giữa nắng nhạt vàng. Có bánh chưng, bánh tét, gói bằng lá chuối, lá rong đúng hiệu. Có thầu me xanh ngông đường ngọt ngọt, thau mức dừa, mức bí, mức gừng nồng nạt trên đầu lưỡi. Thỉnh thoảng thì người ta đốt pháo đì đùng như ở Việt Nam mấy mươi năm về trước. Dù là bận bịu nhưng ai cũng tranh thủ ra ngắm cho có không khí. Đôi khi ngậm ngùi nhìn vài cụ ông cụ bà đầu bạc trắng, đầy vết chân chim bởi những vất vả lo toan và nỗi nhớ nhà hằn ở trong từng suy nghĩ. Nhờ con cái trở tới để mà ôn cố tri tân, bè bạn gặp nhau mừng mừng tủi tủi, gặp nhau lần này rồi hổng biết sang năm có dịp nhìn thấy nhau hay không nữa. Cũng mê mẩn nhìn hoa mai vàng tưng bừng khoe sắc, chậu cúc đại đóa vàng ươm nằm gọn trong lòng bàn tay, hay là cành đào hồng tươi rói, nói thiệt ở quê cho cũng hỏng thèm. Cho nên dù là hoa có mắc gấp đôi gấp ba ngày thường, ai cũng mua về trưng cho có mùi Tết. Mới hay, người Việt tha hương khắp bốn bể năm châu nhưng vẫn khó mà hòa nhập vào văn hóa xứ người.
giữ cho mình những phong tục tập quán cổ truyền để mà làm niềm vui và quay đầu về quê cha đất tổ. Tháng năm vô tình đi mải miết, gần 20 năm miệt mài viễn xứ. Hễ mỗi lần thấy trời lành lạnh chuyển sang đông, lên Facebook nghe bà con hỏi chuyện mua vé, lại thấy chạnh lòng nữa. Tết ơi, năm này lại không về. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.